Phòng đẹp phết. Căn này bao nhiêu đây? View cũng ổn định ha. Đẹp, mấy phòng. Nhưng mà không có gì để nấu hết anh ạ. Mình nấu mì thì mình ăn đi. Mình bàn bạc của mình sẽ mua cái gì mình ăn đây. Em sẽ tiết lộ cho anh một tật xấu rồi em. Tật xấu hả? Bây giờ chưa gì tiết lộ tật xấu hả? Thì đối diện sớm còn hơn đối diện muộn. Đau, đau lắm. Em phải anh đau trước. Nhưng nghĩ là chuyện sống thử sẽ khiến cho hai người hiểu nhau hơn. Hiểu nhau ở cả điểm xấu lẫn điểm tốt. Mà Nhi thì rất là welcome về vấn đề đấy. Bởi vì Nhi nghĩ là sớm muộn gì nếu mà hai người có yêu nhau hay thích nhau ấy, thì cũng sẽ biết tất cả những cái điều đấy. Nên là Nhi nghĩ là biết càng sớm càng tốt ấy. Nên là Nhi sẽ show hết. Là xấu của em là cái gì? Đó là từ em ở nhà một mình ấy. Em không có động lực nữa anh. Em sẽ ăn mình. Đó là xấu của em á. Hình như nó cũng là tật xấu của anh phải không? Anh thấy điểm tốt đó chứ. Chắc là tại kiểu anh dễ dãi với em quá. Không phải, tại anh cũng thích ăn mì gói. Ừ, nên thấy đó là tốt rồi đó. Nhưng mà có bị nổ mụn không ta? Nổ mụn không ta? Ừ, thật chết rồi. Thế thôi, mình ăn trái cây thôi, mình đi tóc. Ăn trái cây thôi. Trái cây cũng không no đâu. Đau lắm em không nấu ăn. Em biết nấu canh cà chua không? Biết. Vợ em nấu canh cà chua. Thế phải mua hành tỏi. Anh rất thích ăn tỏi, nhất là tỏi sống. Đi ha, đi ha. Đi. Ngủ à. Ôi, mua nguyên một quả, một cái này á. Không có quả nhưng... đâu? Cà chua bi 3.600 hả? Trứng. Kiểu giống mấy cái đôi mà kiểu bày đặt yêu nhau sống thử xong không có tiền ấy. Phải sống kiểu bóp chẹt từng đồng một ấy. Ê, anh ăn cái này xào không? Cái này thì củ su à? À, củ su xào. Này, xào này. Cá không à? Xào này, cái cá này, rồi có canh này. Trứng. À, mua trứng nhá. Khổ nhờ, đi mà cứ phải đi coi giá này. Em ơi, cái này khoảng bao nhiêu tiền? 76 à, 100 trừ 76 là bao nhiêu? 24. À. Cái này được. Cái này 24 không? 21, 22 đúng không? Ok. Hóa chuẩn luôn. 98 rồi đó. Rồi. 12 rồi, không sao hết. Không, em có tiền lẻ mà. Không, thế anh này. Có tiền lẻ. Lấy luôn đi em. Không sao đâu, 102.000 thôi mà. Wow, lố à. Budget của chương trình quá ít, 100.000 bình thường mình đi nấu ăn cho người yêu của mình, kể cả nấu ăn cho riêng Nhi thôi là Nhi đã mua hết nguyên cả một cái siêu thị về rồi. Hôm nay chỉ có đúng 100.000, đúng một cặp đôi sống thử lập nghiệp mà sống với nhau theo kiểu là bòn chắt từng đồng ấy. Nhi giống như là một người thường xuyên đi chợ luôn. Tại nắm rõ món nào và giá như thế nào. Giống như mình lâu lâu mình vô mình mua đồ thì mình rất là lúng túng. Còn Nhi là đi cái dèo cần cái gì là có sẵn trong đầu và chỉ cần lấy ra tính tiền thôi. Nhìn Nhi thì mình thấy có vẻ không nữ công gia chánh xíu nào. Tại vì nhìn có vẻ là mạnh mẽ, khỏe khoắn như con trai. Nên cái chuyện đó chắc là hơi bị yếu à. Không biết có nấu nướng được cái gì hay không nữa đây. Đi đi. Nào, bỏ đồ vào tủ lạnh đi anh ơi. Bỏ vào tủ lạnh nhà mình rất nhiều đồ ăn luôn. Trời ơi, làm đi mua. Nước lận. Chém thì vậy. Rồi, cái thế nãy giờ mình ngồi ăn, nãy giờ no rồi đó. Ôi à, kiếm gì làm ta, nhà thì sạch quá, chả anh cắt cà chua cho em kìa. Cái gì? Cắt cà chua cho em. Cà chua? Biết cắt cà chua không? Biết cắt không? À, không thì em chỉ cho anh... Chỉ cắt đi. À, anh lấy giúp em cái bát tô trên này đi. Ơ, à, có cái bát tô là to to xíu không? Hay là cái đĩa? Đĩa là bộ một xíu. Ờ. Anh biết làm cái này mà đúng không? Đấy, em tức này. Bao quá hả? Ờ. Được. Nhưng mà không cần phải nhìn mỏng quá đâu. Em sợ hai mình ăn không hết đấy. Ê, nó mỏng quá em. Vậy á. Cắt lại đi. Lát nữa cho nó ngấm. Anh biết mài sao không? Biết gì? Mài dao. Mài dao nấu. Really?
Ai vô con không tử bột, con không tử bột. Ở nhà mình cũng không thường xuyên làm mấy cái này, nhiều khi muốn làm thì mẹ cũng lại dành mẹ làm. Do đó mình thấy mình vụng về, người ta la thì chịu thôi. Yêu là giống công tử bột lắm, đúng không? Công tử bột hả? Yes, là công tử làm tử bột đấy, không biết làm gì á. Đấy, khéo đứt tay á anh. Vậy hả, này có đứt hả? Trời ơi, vậy anh đâu? Không chỉ dạy nữa. Thật sự là anh cũng không biết nó đứt luôn. Wow. Đối với chuyện biết đúc, anh ấy rất là ngây ngô. Ngây ngô một cách dễ thương, đó là anh cắt mấy kia đọt su, một củ su ấy, anh cắt rất là dày. Và tất cả những cái việc anh làm là anh rất là muốn làm cùng, nhưng mà kiểu có những cái nó hơi vụng về ấy. Đúng là cái đấy đúng là do là anh là đàn ông, nhưng mà vẫn rất có ý thức là vào là hùn chung là làm cái này làm cái kia để mà hai đứa cùng nấu ăn. Thì cái đấy là ghi nhận. Quay hình thì anh làm với em nhé, ví dụ sau này mà anh lấy vợ về anh có làm cho vợ nói gì? Một câu hỏi thật là stupid. Chắc chắn là có không? Thì ý là chắc chắn là anh sẽ trả lời có, nên em không biết là có hay không, đúng không? Trời ơi, Sơn lại dối em. Tội Lý Sơn hả? Em không biết luôn á. Đây là tội Lý Sơn. Sáng luôn á. Ngon lắm. Vậy hả? Anh thích ăn tỏi này lắm. Vậy hả? Yes. Em ơi mua gạo rồi. Em ơi mua gạo rồi. Ừ. Cứ mua gạo rồi anh. 100.000 sao đủ mua gạo anh? Nghĩ sao 100.000 đủ mua gạo vậy anh? Không có đâu. Nè, mình ăn không tin bột hả? Mình đi xin. Ai mà xin kỳ lắm. Để bên nhà người ta biết người ta có nhà không xin cơm. Cũng biết kỳ hả? Ừ, kỳ lắm. Thế thôi. Nêm nếm giúp em đi. À. Nói vừa. Đây là một bữa ăn không cơm, không tinh bột. Ê, ăn đi. Mình nấu cũng nhanh phết nhỉ. Trời, nhanh lắm, một tiếng đồng hồ hà. Không có cơm nhỉ. Không có cơm, ăn được không? Ăn được, em ăn được cái này, em ăn được cái này. Nè, nhấp này. Hi hi, may quá. Thật ra trong mấy món này đã có một món đồ xào. Được hả? Ngon. Ngọt nướng ngọt cái. Ngọt nướng ngọt cái. Ăn đi em, ăn mạnh bà. Em ăn miếng tỏi ngon lắm. Em không có được tỏi. Em ăn. Vì anh đi. Vì anh đi. Vì anh em sẽ ra đi. Ăn một tép thôi, tép nhỏ thôi nè. Không có được ăn. Thiệt luôn đó hả? Đấy. Tỏi Lý Sơn á, nó hơn mấy cái tỏi khác là nó không có mùi nồng. Yeah. Mà nó rất là thơm. Ăn đi, tin anh đi. Ăn không có hại em đâu. Đúng không? Ngon quá. Nè, tay em bị này. Sao vậy? Cắt cái này nè, nó bị khô. Ủa vậy hả? Khô á. Ngon. Ngon hả? Hồi trước ấy, anh yêu người ta ấy, xong rồi kiểu về chuyện tiền nong tất cả mọi thứ thì anh với bạn ấy có thoải mái. Bình thường, chỉ là quen nhau thôi mà. Ừ. Rồi sau này ý là nói là tính về sau này mà lâu dài mà giả sử có cưới nhau về các thứ này nọ. Chưa biết nữa, anh phải đi tham khảo những người mà cưới rồi á. Không, mà sau này ví dụ kinh tế thì anh cho ai quả? Tất nhiên là. Đó là một câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Chắc phải vợ rồi, chứ anh xài anh không biết giữ tiền. Ừ, phải người giữ dụng. Em sao một đấy? Em đang kể ra nó. Cái động tác nút giấy nó hơi đẹp ha. Hơi men à. Hơi đẹp lại hơi bị đẹp. Sau khi mà ăn bữa cơm và trò chuyện với Nhi á, thì thấy Nhi khác hoàn toàn so với mình nghĩ. Mình cứ tưởng Nhi là không biết nấu hay là biết nấu vài món lặt vặt
cho có thôi, nhưng mà không ngờ là Nhi lại nấu ăn ngon như vậy, cũng tháo vát việc nhà, chỉ là quan trọng là có muốn làm hay không thôi. À, bắt đầu. Tật xấu đâu kia? Anh nhiều lượt xấu lắm. Không, anh không phải làm ánh mắt nguy hiểm đấy đâu. Em biết. Em biết. Nhưng em chỉ đang đợi anh tự giác thôi. Cái tật xấu của anh là anh đói với anh quả không? Đói là quả quá à? Ờ, nóng mà cũng quả. Mai hôm nay không nóng nha. Hả? Mai hôm nay không nóng lắm nha. Quay hình thì anh làm với em nhé. Ví dụ sau này mà anh lấy vợ về anh có làm cho vợ. Nói gì vậy? Một câu hỏi thật là stupid. Này nóng còn phải ăn kèm chứ. Ờ rồi anh hỏi đi. Tính xấu em là gì? Em cũng có nhiều tính xấu lắm. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Em là một đứa rất cảm xúc, cũng là có hai thái cực rất rõ ràng, hài lòng không hài lòng. Nhưng mà đổi lại em lại được một cái là em nghĩ ở trong một mối quan hệ mà để mà thẳng thắn sống với nhau thì em nghĩ là em thẳng thắn để mà không phải ngại hay là nhẫn nhục hay là phải nhẫn nhịn. Em không có tính đấy. Nhưng mà em lại bị một thật rất là lười, em lười lắm. Em quen được người khác chăm sóc. Còn khi mà em đã vào bếp mà làm cho ai đấy thì em phải rất là gọi là thương người đấy, hoặc là vì một lý do nào đấy hay sao đấy thì em mới vào bếp làm. Chứ còn nếu mà tự trong lòng em mà để mà đi quan tâm người khác nhiều ấy thì em nghĩ em hơi thờ ơ. Em cảm thấy em bị giống như là mình bị trôi đi, mình sống, trôi sống mình kiểu mình không quan tâm đến người xung quanh nhiều. Em nghĩ là chắc chắn là có một cái tật này, là không phải tật mà gọi là gì nhỉ, mình không thích phải kìm hãm ấy. Cứ thả mình đa tự do thoải mái thì mình lại lúc nào cũng quan tâm. Mình sẽ chạy về. Có. Nếu như mà giữ càng kìm, càng nó bích bùng hay khó chịu muốn phát ra khỏi cái chỗ đó. Cái thật xấu mà hai đứa ngồi kể ra thì cũng như nhau thôi. Tại vì thực sự hai đứa rất là giống nhau về mọi thứ, chỉ khác về cái thân xác thôi. Anh An thì kiểu ảnh hơi rụt rè nhát gái ấy. Đấy nên là lâu lâu ảnh hơi bị động cho cách nói chuyện ấy. Thành ra mình để mà mình bắt được sóng nhau cái đấy thì nó như chưa thấy mặt. Nãy giờ mình chia sẻ với lại tư cách là bạn bè, anh em, chứ mình không có đặt cái tình cảm vô để mà mình suy nghĩ về nó.